Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bigwood Hành. Ở lần trước bọn mình đã trong vai con cá vàng và đến biển khơi. Tuy nhiên thì vì nhớ nhung những người bạn nên mình đã phát tín hiệu nhấp nháy cho những người bạn của mình. Và người bạn đầu tiên bắt được tín hiệu đó chính là con cá chuồn. Hôm nay con cá chuồn Bigwood Hành sẽ đi tìm lại người bạn cá vàng, tìm cách ra biển gặp lại người bạn cá vàng. Và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm nút like video, bấm đăng kênh để xem quảng cáo. Dạ, và mình cũng đã chuẩn bị chảo này và cái đảo nữa để nếu mà có cần thì mình nấu luôn. Ui sợ quá, sợ quá. À sao lại nấu à, anh ấy là con cá mà. Ui ok giời. Rồi, theo chân hành trình nguy hiểm của chú cá chuồn chuồn bên này nhá. Đi rồi. Thấy không, đây chính là mình ngày hôm nay này. Chúng ta vào play game luôn nha các bạn. Wow. Đây, trong vai chú cá chuồn chuồn. Hay quá, bắt đầu thôi. Chú cá này hình như là đang bị mắc kẹt ở một cái nông trại các bạn. Đây rồi. Ui, nông trại mà nhà người nông dân thì cũng giàu đấy các bạn ạ. Thì nông trại mà, nghĩa là trang trại to chứ không phải là người nông dân đâu. Người ta là chủ một đồn điền. Đúng. Đây chính là Bigwood Thành. I am fit. Hôm nay Bigwood Thành sẽ là con cá chuồn. Ui, nhớ lại kỷ niệm ngày xưa vui chơi cùng những người bạn cá của mình. Và nhìn thấy tín hiệu của bạn cá vàng trong tập lần trước mình chơi vừa lóe lên đấy. À đấy à? Ừ. Lóe lên mà mong manh thế. Mong manh thế thôi. Nhưng mà vẫn kịp nhìn thấy nhau hiểu ý luôn. Bây giờ là tìm cách tìm gặp bạn cá vàng. Luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu đúng không? Ừ. Rồi. Đấy bây giờ tìm cách cũng trở lại biển sông để có thể là gặp bại bạn cá vàng. Gì vậy? À, những người nông dân đang nói chuyện với nhau. Bà chủ đồn điền đang bảo là dạo này mùa này không biết thu được bao nhiêu cân thóc với lại bao nhiêu cân ngô, rồi là đi bán ra bao nhiêu. Đấy kiểu đẹp thế. Ui toàn là thùng hàng rồi các bạn ạ. Đây chỗ này chắc đi, chỗ này đúng đi. Rồi, đúng rồi, đúng dậy, 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 dậy. Bao giờ vỡ cái bình này ra mình sẽ bay cho các bạn xem là con này bay rồi. Mình sẽ dần dần bây giờ mình tìm luôn các cái món đó. Cá. Ui unspec bay bay lên. Bật chế độ bay lên đúng. Rồi, con cá chết chân răng rồi. Toàn sống. Mới đầu đã làm cá đâu rồi được, anh có phải con cá đâu. Bây giờ phải bỡ ngỡ. Nhưng mà lần sau là sẽ không còn bỡ ngỡ như thế đâu. Yên tâm bên? Lần này anh làm món gì? À, cá nướng muối ớt. Cá nướng muối ớt sao lại cho vào chảo? Cá nướng, cá nướng bằng chảo. Úi dồi ôi, chịu luôn đấy. Không đâu, lần đầu chưa quen. Bây giờ anh quen thuộc trở thành cá chuồn chuồn rồi. Tuổi gì? Bay phát thoát luôn, bay ra biển luôn. Chỗ này cá nướng nghệ. Miếng cá khi chín tả ươm thơm mùi nghệ cực hấp dẫn. Thịt cá thì giòn giòn, săn lại, còn giữ được độ ngọt tự nhiên nhưng vẫn thấm đều vị đậm đà, cay cay. Còn lâu đi, cá này một tháng rồi ông chủ không cho ăn cá này toàn xương thôi, ăn toàn xương. Ngon quá. Nghe mà đọc các bạn có thấy tứa nước miếng không? Mình cũng thấy tứa nước miếng. Sao này hành trình ban đầu đã thấy kiểu không được suôn sẻ đấy nhỉ các bạn nhỉ? Tại vì anh không biết bay đó. Cá chuồn biết bay mà mình lại không biết bay. Thế thật sự ấy. Dán luôn con cá này. Đây nè, cá tiếp theo món gì đây? Cá kho, đúng rồi. Cá kho. Đừng gom rồi. Đang nấu cá kho ở đây rồi. À, đừng gom tôi, mong bà chủ ơi cứu tôi. Xem được chưa, món cá kho được chưa? Ăn à? Ngon. Cá kho ngon lắm các bạn ạ. Cá kho đây rồi. Cá kho hay mùi tôm. Giả vờ. Giả vờ à? Chơi đồ hàng ấy, giống như trẻ các bạn nhỏ chơi đồ hàng ấy. Ẻo kinh quá. Thôi rồi. Tập trung nha. Nhớ là chết mấy lần rồi. Đúng rồi. Các bạn bảo cá kho có vị tôm. Chịu luôn. Chết cười luôn đi chứ. Đây, từ từ. Thả nha. Yeah, đúng rồi. Yeah, Bigwood Thành rất là thông minh lợi dụng được cây nến đổ. Chắc vừa nãy không lợi dụng được nó nên là lăn theo cây nến đúng không? Okay. Rồi, hay quá. Rồi, lần này. Lao thẳng. Lần này sẽ biết bay, yên tâm nè. Ừ, đúng rồi. Lúc đấy là nó bay gần nửa đường, nó mừng dẫn đâu, cái hồ đâu. À, có dòng nước bay kia. Bay đấy nha. Được, lấy đà. À, mặt trông có đấy. Bay, đúng rồi, bay. Ô kìa, bay đi đâu đấy? Sao lại lượn vào đây nhỉ? Cái gì vậy bà đời? Đây mà món. Ui. Ơ. Đây rồi, món cá kho thịt rồi.
cá kho đã ngon nay lại còn được nấu chung với thịt ba chỉ. Cảy lắm rồi các bạn ạ, nãy giờ chưa qua được chỗ này luôn đây. Đừng cười anh nữa, đừng cười anh nữa, nụ cười đã tắt rồi. Nói ít thôi mấy ông bà kia. Đấy rồi, lần này mình đi nhanh luôn các bạn ạ, mình quen đường chỗ này luôn rồi. Đúng rồi. Ok. Vẫn chưa bay quen, lúc bay điều khiển thế nào lại lượn thấy vũng nước ở dưới rồi, còn không bay được vào vũng nước. Thế thì đừng ấn giữ cái spec đó, để đến cái lúc vũng nước ấy thì mình thả tay ra luôn, hiểu không? Ok. Thì nó sẽ rơi xuống. Bay này, lấy đà đi. Rồi. Yeah. Ủa gì vậy? Gì vậy? Sao ngu nhỉ, cá ngu đấy nhỉ? Bay kia. Ôi. Bật tiếp lên. Bật tiếp lên, dậy, cố lên. Cố lên. Rồi, dạo này mình kho cá hơi nhiều các bạn ạ. Cái là món cá kho măng. Cay lắm rồi. Cá kho măng, đây. Thịt cá chắc thơm hòa quyện vào măng chua chua giòn giòn. Cay quá. Cười quá. Hay là thôi phát tín hiệu lại cho bạn cá vàng bảo thôi tớ ở đây thôi, tớ không đi được. Tớ hơi phế các bạn ạ. Đúng rồi. Đây rồi, cay lắm rồi đây, nãy giờ con cá này hơi phế rồi đấy. Bay. Ok. Ồ. Ồ. Bữa nay bay kiểu gì á? Không biết luôn. Thế tí nó bay kiểu gì? Rồi, thôi cứ ăn thì cứ tính sau các bạn. Rồi. Bay lên. À bây giờ mình lấy đà bay lên nhỉ. Ừ. À thế giờ. Bay lên bờ, bay khoảng bờ ruộng thôi. Bay lên ấn cách đúng rồi. Ồ. Ấy giờ. Rồi bây giờ nhìn hướng đi đâu? À kia. Ồ. kia. Đây là nông trại, nhưng nông trại thì có vẻ ngập nước không ạ? Mình đang đổ ruộng thì bắt đầu cày cấy mà. Ờ, đến đúng là thời của mình rồi. Cơ hội để mình có thể thoát khỏi đây. Dạ. Bài đây. Lấy đà cắm đầu xuống đấy. Không kịp ăn luôn ấy. Ăn lại không? Không. Thôi bỏ đi đúng không? Đúng. Tham thì thâm đấy các bạn ạ. Giờ bay đi đâu để có thể đi tiếp ra đây? Bay sang bên này. Bên kia có cái... Từ. Bay sang đây, đi sang đây. Chắc không không? Không bay được đâu. Bay được. Đã, liều nhá, liều. Ừ. Lặn sâu xuống này, trong đó lấy đạn. À, cắm mỏ xuống đất, à. Chết rồi. Không bay được rồi. Vậy là mình có kinh nghiệm những đoạn nào mà không bay được nha các bạn. Ok. Cứu tôi. Đến bây giờ là món... cá kho tương hột. Rồi ông ơi, phải bơi lại từ đây rồi. Ồ, anh không kịp đứng vào checkpoint mà. Có checkpoint đâu, đấy là miếng ban bánh mà. Cá kho tương hột là gì ta? Em chưa ăn món này. Cá kho tương hột nghe ngon vậy. Ừ. Nghe ngon nhỉ? Ôi. Ơ anh đứng. Đứng đi vào đấy. Nè, lại quay về vị trí này các bạn ơi. Đi bên kia. Rồi, mình nhảy những chỗ gần gần nữa các bạn đúng ạ. Đúng rồi, chạy những gần thôi. Chỉ bay được rồi, thế rồi. Rồi. Đừng đi sang đấy nữa, đừng đi sang đấy nữa, chỗ đấy xa lắm. Ở đâu? Ăn miếng bánh, chả ăn phải ăn lại cái miếng này. Có ăn được đâu. Ăn xong lại chết ngoắc. Cố lên, nước kia rồi, cố nước lên, kia cố rồi. Cố lên. Đi chết nha, tí nữa tối màn hình chết nha. Không, vẫn sống. Cá này là cá bất tử hộ thân, hiểu không? Ô. Đâu đây? Mắc cạn rồi. Khu này không có gì đâu ạ. Bên kia đi bòi bè bơi. Ờ, lối nào cho tôi? Đây, lối này đây. Đây, bơi sang. Đây, bay lên đây. Ồ, hợp lý đó, hợp lý.
Không cần bay, không cần bay. Không cần bay, bơi sang cho chắc các bạn ạ. Tí nằm trên mặt đất dễ đình đạch thì cá chết thối ở trên bờ. À, một cái dụng cụ làm đồng của người ta. Sang đi đúng không vậy? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok, có vẻ hợp lý các bạn. Có vẻ đúng ấy. Ôi, thôi. Bay, bay lên, ui giời. Bay mạnh lên đây này. Ui giời. Cá này hơi phế, bay kiểu gì đấy. Ok, bay đấy. Bay đi. Đọc lại không, đọc lại không. Chỗ này bay nè. Thì phải bay trời, bơi đi trời. Bơi sao được? Ồ. Không bơi ở đâu, chỗ này xa quá. Ồ, xa thế. Ừ. Xa thế. Bên kia bay đi. Ờ, chắc bắt buộc phải bay rồi các bạn ạ. Ừ, bên này không phải. Đi đâu ấy? Đây thẳng thẳng qua đấy hả? Không. Thế đi đâu? Quay lại bên hả? Ơi, bên trái đây. Đây, đi vòng đây. Bay lên đây. Đây á, đây có nước rồi. Không, đi trái tiếp kia kia. Đấy, quay lại hả? Đấy đâu phải quay lại đâu, đi bay bên này mà. Sao bay sang đây làm sao bay quay lại đâu? Bay sang đấy. Sao bay sang đấy làm gì? Phế vật đấy. Bay đấy á? Bay đấy đâu mà phế. Anh thấy sai sai để em thử nghe lời ốc nào. Đúng rồi, gì nữa, bay lên kia luôn, bay cái luống kia luôn đi. Biết thế thì đi đuổi, đi thẳng sang đây bay luôn. Bay luống kia nốt sang bên phải luống đi. Ui giời ơi, chán thế chị đi, con này phải nướng luôn đi. Ui giời, thế khó, nào đấy? Khó lắm các bạn ạ. Bay đấy để làm gì? Đây, từ lấy đà. Lằn lồng lốc ra chẳng thấy có gì bay. Yên tâm, cá này là cá biết bay, cá chuồn. Sao không nhảy luôn đi? Nhảy làm gì? Sang bên này đường cụt mà nhảy làm gì ốc? Ở bên này có nước, nhảy sang bên kia, nhảy ra đường. Không được, không đúng. Không đúng đường đâu, nhảy sang bên đi thẳng này mới đúng. Thế hả? Ủa, có tí nước này có sống được không vậy? Có. Nhảy đi. Ủa. Nhảy đi. Ủa. Chết rồi. Thế thì không phải đâu. Sai rồi, nghe lời ốc là sai rồi. Quả kia mình nhảy thẳng qua bên kia là mình sống rồi. Món tiếp theo. Cá kho cà chua. Ủa. Cay lắm rồi đấy các bạn ạ. Cá kho cà chua, lạ đấy, mình cũng chưa ăn món này bao giờ. Bầm. Vấn đề là không nhìn thấy checkpoint đâu để mà đi ấy. Ờ, nhìn. Tiến lên, không bao giờ sợ. Ok. Bơi thẳng sang bên này. Ừ. Mình thử lấy đàn, mình bay thẳng ra ngoài. Bên này có nước đúng không? Đúng. Sang đấy được đấy các bạn, liều đi. Không sang ở đâu. Chứ khi bay phải xịn lắm. Sang đi là gì hả ốc? Người ta còn... vừa nãy là anh không biết chơi. Lúc đấy anh bảo sang đấy, em bảo đi sang bên kia. Làm anh gọi là phân tâm, hiểu không? Đúng, đây, đúng. Đây, xe nào, nhìn xuống dưới này có cái gì đấy. Ồ, bây giờ đi đâu tiếp? Ủa. Mắc tôi... kẹt ở đồng ruộng. Con cá này đang không biết lối đi về đâu luôn. Nhảy lên để nhìn xem nào. Đấy, đang nhìn đấy. Đường nào? Ta phải đi ra khỏi hàng rào này mới được. Thế thì chỗ nào có cổng hàng rào? Đây. Em nghĩ làm sao đi đường cổng đâu. Từ đấy, nhảy xuống đi. Bay xuống. Bay xuống nhá. Chỗ này, ừ. Đạn xuống sâu xuống này, lấy đà này. Đúng không? Ơ, kìa. Bay xuống là xong rồi. Yeah. Được của nó đấy. Thời tới rồi. Bay qua những cái trụ này. Ừ, đơn giản ấy mà. Ôi trời. Bò đây rồi. 10 điểm. Có checkpoint đây bên này. Bên này cao quá, phải chắc phải bay bên này. Bên này thì cũng có khác gì. Ôi trời. Mượt không? Mượt không? Có vẻ là biết điều khiển rồi đấy. Hơi thôi. Được, bây giờ có nước, à ok, lại phải bay xuống. Đấy, làm cá chuồn biết bay nó khổ lắm các bạn ạ. Cứ bắt phải bay thôi. Nó trôi xuống. Mày đất chỗ này dốc ấy. Tí nữa thì dễ đành đạch ở đây các bạn để bảo con cá ngu ngốc kìa. Bay đẹp ấy. Cá biết bay nên phải khác. Biết lộn không? Lộn nhưng mà xem. Đâu? Hả? Đây nha, lộn rồi. Đấy, lộ đấy, lộ trên đất đấy. cái này mở này, kênh đường cầu cái này là cổng kênh, con kênh xanh xanh đấy.
Con kênh xanh xanh. Từ từ. Ồ, kia rồi. Lấy đà, lấy bay, đà. Bay. Lấy đà. À. Bay kiểu gì ấy? Thôi xong rồi, gần đến checkpoint rồi. Dây đinh đạch ở đây luôn, chịu. Mình còn ngấy món cá rồi cơ. Mình còn chán chả muốn ăn cá rồi. Nào, làm lại nào. Cá bay. Cố lên bay. Bay xa chưa? Bay như chuồn chuồn thật đấy nhở. Ok. Ui xời. Bay mượt nhất từ trước cái này luôn á. Rồi, hiểu hiểu cách bay một xíu rồi. Bây giờ bay tiếp, bay tiếp này. Ồ, bay à, bay vào kia. Ừ, bay vào song. Bay vào song. Bay vào song cả cá luộc à? Trời. Ui, gần được các bạn ạ. Quá phí. Lại đi. Làm lại nào. Rồi, liệm vô, cắm mặt vào. Rồi. Ui giời. Sao mà cứ hồi được hơi liệm các bạn ạ? Ừ, đúng đây, rồi, đây. Nó hơi liệm. Rồi. Đây, rồi, thả. Ừ, nó không ấy ngay nhỉ? Thả, đúng rồi. Ui. Cày ghê nhỉ? Đến thế rồi vẫn còn trượt, khó phết đấy nhỉ? Ờ, phải thật sự là khéo léo các bạn ạ. Rồi. Đây, rơi thẳng xuống. Vẫn phải lái đấy. Lái đến khi nào chặn mặt nước thì thôi. Rồi. Ui. Đấy rồi, nó phải hơi quay một tí các bạn ạ. À. Rồi, xong bây giờ. Rồi sao? Nó có cái bể ở dưới kìa, thấy không? Ủa, bay hơi lâu đấy nha. Bay như chim luôn đấy chứ. Bay đi. Rơi đây. Ui, bay lâu quá cũng chết các bạn ơi, bay lâu quá cũng chết nha. Bay lâu quá rụng. Rồi các bạn ơi, con cá ngáo đá chuồn chuồn này bay kiểu gì toàn lệch nãy giờ thôi các bạn ạ. À. Con này mình còn không buồn nấu món với cá luôn, mình chán ăn cá luôn rồi. Đấy, bây giờ bay nó cũng có tí trình độ rồi, nãy giờ bay hơi ngu. Tất nhiên rồi, có sự tham mưu của ốc nó phải khác. À, dụng chớp. Chưa, nhìn cái bóng đổ bóng đi kìa. Ok. Gọi là xịt xoát luôn các bạn ạ. À. Quay ra đây thì mới nhảy xuống giếng này. Đó. Không nhảy xuống giếng, nhảy xuống con kênh. Nhảy đi. Từ từ, lấy đà đã. Nhảy đi xong rồi vừa bay vừa nhìn. Húc ngay vào đấy các bạn ạ. À. Khó phê đấy. Chào, tránh ra, cá chuồn đây. Sợ dãy đình đạch này khổ. Này. Không ấy thì gọi điện cho con cá vàng thì bảo nó là đi trước. Ờ, có mỗi chỗ này chứ. Đúng rồi. Ơ, anh không nhìn hả? À? Ngay từ lúc bay lên mình đã biết nó đã bị chặn hai đầu rồi. Nhảy xuống giếng đã. Không cần đâu. Chết bây giờ. Ui giời, người ta có 10 điểm. Đó đấy, liều ấy. Liều. Thế là mình đã nhảy xuống giếng trước. Liều ăn nhiều rồi. Nhảy đi. Ồ, bây giờ là xuống tiếp đây. Nhảy đi. Ồ, lại phải xuống giếng kia xong nhảy xem kìa. Chắc không? Bên này có chỗ đường nào đi khác không? Không. Ở bên này hình như là các bạn ơi khô còng, mình nhảy xuống ở đấy thì thôi. Cá chơi này chỉ có cá một nắng thôi chứ còn cá chuồn gì nữa. Thôi, cá chuồn phải chuồn chuồn thôi. Đúng rồi, nhanh lên đi, mất thời gian chỗ này quá đi thôi. Từ. Chưa lấy đà. Nào. Động cơ chuồn chu. Lượn. Tới chưa? Chưa, nhìn để biết chưa tới. Rồi, thả đi. Bay vô. Sống đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bay lên cái chỗ và máng nước kia. Úi dồi, khó đấy. Máng nước hay là bên phải là gì? Nhìn bên phải là gì? Bên phải là bức tường không bên được. Bên tường không được, bắt buộc mình phải bay. Mình cái máng nước. Gọi là thử thách độ siêu khó của... Nhảy, bay lên. Chưa đến đâu nha, đừng có hạ cánh, nghèo ngáo đấy. Rồi, ok, rồi. Đúng. Ui, 10 điểm luôn ấy. Tiếp, chỗ này không có đường rồi.
Cái máng nước này sai rồi. Bên kia phải phun nước. Đúng rồi. Thôi cứ liều đi, bay sang hàng rào đi. Bay sang hàng rào á? Ok. Từ tí lộn cổ ra ngoài các bạn ạ. Rồi. Ok. Ui, nước. Đáp vào đây, đáp vào đây. Nước. Nước đây rồi. Chưa bao giờ mình thích nước như thế này các bạn ạ. Bay lên tiếp hướng về bên kia. Cái cống không chui được à? Không, nó bị bùn rồi. Có cống mà đây còn không dùng được. Cái đúng. Nhảy. Không sao, cá này bay. Khẩn trương lên, Bê Thành nhanh lên. Bê Thành nó chỉ chém gió đấy các bạn ạ. Đấy, có biết bay đâu mà mình phải thăm miếng mãi biết cách bay đấy. Biết thả cánh ra. Đấy. Rồi, bây giờ nó gọi là chuyên nghiệp luôn. Rồi mình sẽ bay theo cái đường cống kia đi ra ngoài thì ngoài bên ra ngoài cái thị trấn. Bay đi check qua kia rồi. Kịp không mọi người ơi, xem tôi bay nè. Tôi là con cá biết bay nè. Thả xuống đi. Tôi vẫn sống. Và tôi vẫn sống. Anh chỉ cần thả muộn tí thôi là chết đấy. Ui, mọi người ơi, tôi biết bay nè, tôi là con cá biết bay nè, có nhà đẹp thế nhỉ? Rồi bây giờ đi đâu ốc? Bây giờ anh nên bay lên trên mặt nước đi. Anh bay lộn một vòng quanh hồ để xem mình đi như nào. Không biết đi nào luôn. Có vẻ là mình sẽ bay sang bên kia. Không, cạn rồi. Bên kia mà bơi sang là cá một nắng đấy. Ôi ạ. Bơi lại đi. Xem là lặn. À đây có được ống anh giúp được không? Xúc ngược lại à? Đấy. Đúng không? Xúc ngược lại à? Ui, xúc được. Ui. Không phải ngược lại đâu, chắc là nó chảy cống ấy. Ui, kìa. Oh, vào thị trấn rồi. Vào thị trấn rồi. Bay lên bên kia, check point. Yeah, hay quá. Nhảy lên đi. Cá này bây giờ không phải là cá nữa mà toàn là bay này. Rồi lại nhảy xuống hả? Hay bay sang bên kia? Đúng nhỉ? Hay là bay sang bên này? Không, bên đấy quá xa để bay. Mình nên bay xuống, Bê Thành ạ. Mình nên bay xuống và bay sang trái. Không đâu, anh nghĩ là bay sang bên kia rồi. Bay sang phải á? Ừ. Really? Yeah. Ok, mình sẽ bay sang cả hai nơi. Thì đây là sang trái thì gì đây? Nói sang trái đúng rồi. Gì? Thôi, thả đi. Đến rồi không chết đấy. Thả đi. Chưa chết đâu, sống nhàn răng luôn. Sẽ có một cái đường ống ấy nhỉ? Có không? Có không nhỉ? Thế thì mình phải nhảy xuyên qua chỗ này. Chui qua được đây không ta? Có đấy. Bay chui qua được ấy nhỉ? Đúng rồi, mình điều hướng chui qua. Lặn xuống, bay lên. Bay. Dây được cái cắm mồm ấy. Ai cắm mồm? Chui được đấy các bạn ạ. Lý thuyết là như vậy, còn thực hành thì phải tùy kỹ năng của Bê Quỳnh Thành. Vẫn sống. Và tôi vẫn sống như các bạn đã thấy. Tuyệt quá. Rồi các bạn ơi, sau một hồi thử cái kia không được. Mình nghĩ là trên này nó có một chỗ khác. Nhưng mà để mình sẽ nhầm rơi tỏ xuống đây. Vẫn sống các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bay từ đây lên. Ở trên mái của một cái chỗ băng bạc kìa, nó có một cái vũng nước ấy. Mình sẽ đi vào đấy các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Lúc ấy mình đi mình nhìn thấy cái điểm checkpoint đây này. Mình bay lên cho các bạn xem. Đâu, màu vàng kìa đấy. Ừ biết rồi, bây giờ là cái nào bay đến đấy mới là vấn đề nè. Toàn lừa thôi. Ok nha, mình sẽ bay lại cái chỗ mà mình nhận được ấy. Đây nó có một cái chỗ bể đây này. Đấy, thấy không? Nó có cái bể bên cạnh kìa. Đấy, nhảy qua cái bể này xong rồi nhảy bay một phát sang cái bể bên kia các bạn ạ. Nào. Nào, chuẩn trí nào. Ui. Chết. Được rồi các bạn ơi, tự nhiên được ở bên này luôn. Để bay một mạch sang bên đấy. Nào. Cao lên. Ok, được rồi. Ui. Gần được rồi. Anh phải bay cao vòng lên này. Ok. Thì lúc rơi xuống nó mới có đà rơi. Vòng lên. Đúng rồi. Thành ra tôi sắp tới đây. Vòng lên, hách cái đầu lên. Đến rồi, vách cái đầu lên. Trời ơi, không đến được.
Khó dữ trời. Bay phải thật sự là kiểu đấy đấy. Vách đầu lên anh ơi. Vách đầu lên đi, vách đầu lên, vách đầu lên. Vách đầu lên. Chưa được đâu, chưa được đâu. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Ôi giời ơi. Gần được các bạn. Tí nữa thôi là được rồi. Khó phết đấy, con cá chuồn này. Mình cứ điều khiển đến gần nơi mình vách đầu lên các bạn ạ. Không là vách đầu lâu quá là. Thế rồi. Như khó. Làm như lúc nãy đi. Lúc nãy xém được rồi. Đây rồi, đây rồi. Nhìn từ trên xuống đi, nhìn từ trên xuống đi. Rồi. Ui, trên không kịp. Lại. Bay sớm thế. Kiểu như nó phải chính xác cái từng cm ấy. Kịp không? Kịp không? Không. Kịp ấy, thả rồi. Người ta gọi là suýt soát các bạn ạ. Yeah, ok. Quá là mệt mỏi con cá này luôn. Ôi giời, sao bây giờ mình sẽ nhảy sang các cái mái khác các bạn ạ. Ồ, cái mái bên kia, mái bên phải này. Đúng rồi, đúng rồi. Ok được. Luôn. Vượt qua cả một cái chợ luôn. Cũng không khó đâu các bạn. Anh không lái à? Đấy, bình tĩnh. Lái, lái, bình tĩnh chết. Chết giữa đường à? Nhiều đó. Mọi người bắt tôi về rán đi. Tôi từ bỏ rồi. Tôi từ bỏ đây. Thực sự là con này, nó phần chơi này nó khó các bạn ạ. Không dễ đâu. Cứ bay thẳng đi lại còn liễng ràng thế. Ông ơi, cháu chào bà. Chéo một cái sang. Rồi ok, lên. Lên, lên. Chích sang phải. Chích sang phải đi. Chưa đến đâu. Rồi nhảy xuống. Ok, mày quá hình quá. Chào mọi người. Mày tính được chứ. Chào mọi người. Mọi nào. Người đi chợ đông vui quá. Bay đi. Bên kia check boy rồi. Hạ xuống luôn. Ôi trời, tí dụng. Bên kia check boy tiếp luôn. Hay quá. Đây, check boy gần gần. Check boy xa quá. Bay mệt quá. Úi xời. Đơn giản đi mì. Em để xem nào. Tiếp tục sang cái mái kia. Ok. Fruit and vegetable. Đấy, biết ngay đâu mà biển mà. Biết ngay mà. Biết ngay mà. Cải thế nhờ các bạn nhỉ. Lái vào chú đi. Thấp thôi. Thấp thôi. Kéo cao là nó sẽ quá tải với mình. Thấp bay xuyên qua là tốt nhất. Đậu trên biển luôn mà. Như chim ấy nhỉ. Bình thường thôi, bình thường thôi. Đúng rồi, đấy. Sai 10 điểm luôn, không có nhưng. Nó làm mấy cái biển. Bên kia làm y chang vậy. Nó làm mấy cái biển kia để chặn đầu mình ấy. Các bạn đã cay lắm rồi đấy. Ôi xa. Người ta là máy phết. Kìa bên kia xa xa. Trời hay để bán may. Xa xa kìa, xa xa bên cửa, ở bên kia mái kìa. Quả này là bay hơi xa đấy ốc ạ. Anh có biết bay chỗ nào không? Bay bên này. Bay bên này là thế. Không, phải bay sang bên này. Bay bên kia cũng vậy thôi. Bay có cái bên kia. Ừ. Nhưng mà phải tránh hai cái cột. Không sao. Ừ, thế đi đi. Có như không thấy gì? Không như. Không như các bạn không thấy gì nhá. Rồi, thả đi. Bỏng 10 điểm luôn. Bingo, bên này checkpoint. Đây, có checkpoint kìa các bạn ơi. Úi dồi ôi. Lái đi, hay quá. Rồi, ok. Nhìn quá tiếp hay nào, luôn tiếp, các bạn tiếp à. Bên này không có mái nước nào nữa rồi. Có lẽ là mình sẽ phải nhìn xuống dưới để xem là có cái chậu nước nào ở dưới không. Hay quá, có kìa rồi. Bà bán cá luôn mà. Thì nhảy xuống đúng đấy là thành cá bán à. Rồi, nhảy đây, nhảy đây, không, nhảy, nhảy qua đầu cái cô áo tết tóc kìa kìa. Ok, ok ơi. Nhảy xuống. Ôi dồi, chung bể. Ơ, không phải hả? Tủ kính hả? Lừa. Ơ, đừng bắn cháu. Ôi, trên đồi nằm đây đánh cá. Ơ, kìa. Chết coi. Ui, nó có một cái bể các bạn ạ. Oh. À, chỗ này.
này ở đây mình sẽ sinh sống được một tí. Mình sẽ lăn đến đấy. À lăn được các bạn ạ, tưởng hy sinh. Lăn được vì nó vẫn có ít nước thôi. Đây rồi. Đây chỗ không khí chắc chui ra được. Rồi nhảy xuống này. Cố lên. Ok, bây giờ mình sẽ đẩy cái này đi qua gầm bàn. À đúng rồi, ốc nói đúng. Qua gầm bàn phía chân ông ấy. Đây, đi ra được rồi. Tôi là con cá chuồn, tôi mang cái này chuồn mất. Ông ấy bị mất một cái xô. Mọi người không ai thấy à? Sẽ phải. Chính ra, cái ông này, đúng rồi. Nhìn thấy đại ca cá chuồn nhá. À, đại ca cá chuồn này. Ông kia không biết gì đang mải bán cá. Mất được cái xô, tí quay lại mất cái xô. Không, mình nghĩ là mình sẽ đi xuyên qua cái sạp trái cây cá chua kia. Đây. Đúng rồi, chui qua luôn ông ơi. Xuyên qua đấy luôn. Một mạch chui qua, qua luôn. Có chui được không? Chui được. Cái bà này bá sút rồi, người mình cánh nhỉ. Rồi, lăn xuống đây rồi. Chết con kia rồi. Chuẩn bị nhảy, bay đi. Nó nảy ra phải bay nhá. Thế à? Ừ. Ý, nó lừa anh người. Bay đi. Bay thế nào nữa, con đà nào mà bay. Rồi ông ơi. Cắm đầu xuống, đúng rồi. Ok luôn. Ok, bây giờ nhảy ra đúng không? Ừ, bây giờ nhảy ra bay lên. Ôi chết rồi. Nó sẽ hơi cao ấy. Ôi chết rồi. Ở kia, lăn đi. Ngay kia rồi. Chết rồi. Tôi không thể chết gì ở đây được. Đây rồi, dù sao cũng được checkpoint đấy. Bay lên. Ui. Tôi không thể chết thế được. Tôi phải dãy chết mới được. Tôi không chết mình được mà tôi phải dãy lên. Tôi dãy lên, tôi sống này. đừng có chết tôi. Dãy chết là dãy sống đó. Công nhận. Dùng hết sức bình sinh để có thể sống sót được chứ tôi. Rồi nha. Nhìn này. Giếng. Giếng có mái nha. Lái cẩn thận á. Ok. Xin lỗi mà. Trời ơi, bay lại từ đây hả? Chị dãy lên ten năm cùng cùng bò đồng cùng cùng. Nhỉ, nãy sao mình không đủ này cho nhanh nhỉ ông nhỉ? Đúng rồi đấy. Nó có phải nhảy múa. Thông minh lắm. Rồi bây giờ mình phóng một phát ạ. Phóng phát ra nhá. Phóng đẹp cô. Thấp thôi, hạ thấp trọng tâm, lao thẳng cắm mặt vào giếng. Úi dồi, cắm mặt vào giếng cũng không được. Yes. Đã qua level 1, các bạn nhìn thấy thời gian không? 1 tiếng 21. Chơi cực ngu, bay cực khó. Rồi không sao, lần đầu xin làm cá chuồn mà. Xin lỗi editor. Ôi trời ơi, lần đầu làm được con cá biết bay nó kỳ ghê các bạn ạ. Tiếp. Cá bơi bình thường nó còn đơn giản chứ cá này là cá bay. Úi dồi, cái gì đây ốc? Cái gì đây? Cống đấy. Lại cống nước thải. Bay lên. Giờ bay mà mượt luôn, thả xuống đi kiểu chết. Bay lần lượt từng khoang một, đừng có bay cố kiểu là chết đấy. Cố quá thành quá cố đúng không? Rồi, chết xong lại bảo là tại số em nó đen. Nào đây cộc đầu. Ý, mắc vào ống nước chứ. Trời đất ơi, con cá ngu. Cá ngu cái gì, chưa thông minh thôi chứ. Nhảy lên. Lắc. Hay quá. Bây giờ mình phải tra là chỉ số IQ của cá chuồn. Cực thông minh. Chỉ số IQ của cá chuồn. Không được các bạn ạ. Hơi khó đấy. Mấy cái này nó cứ làm rào làm gì nhỉ? À, anh nghĩ là nó làm rào để ngăn rác. Đúng rồi, chính xác đấy. Không được các bạn ơi. Từ nãy giờ húc vào hàng rào này chục lần rồi. Cá này cá ngáo đá thôi rồi. Đồ ăn hại. Để đi. Giận. Hình như là cá chuồn không có IQ. Không sao. Dùng năng lực để có thể chui trèo qua rồi. Cá bây giờ không... đi đâu ấy? Bị hút đâu đấy? Ôi. Không hiểu gì luôn. Đi hút vào đây. Ôi giời ơi. Hút sâu ấy. Xuống đáy trái đất rồi. Vào lõi trái đất rồi. Úi dồi ôi, cái gì đây? Ôi, tôi khỏe cùng trong mơ hồ. Tôi bị dồ mất thôi. Ôi, có thác luôn. Đây là đâu? Tôi là ai? À, tôi là cá chuồn. Ok, bay sang bên này đúng không?
Đấy, sao mình lại cắm đầu rồi? À, ok, ok. Bên sang bên, bên sang bên. Bên này, bên phải đấy, đúng không? Đến từ phía trước. Ok. Mình phải lặn sâu xuống, mình lấy đà nó mới lên được các bạn ạ. Cay lắm luôn ạ. Rồi. Tóm, ok luôn. Đơn giản đấy mà. Bơi sang bên kia, bơi thẳng đúng không ạ? Bay lên. Rồi, rơi luôn hộ cái đi, quá mệt rồi. Ê, cái nước này nó phụt mình lên này. Nhìn, đứng ở đấy cho nó phụt lên xem nào. Úi dồi. Bay đâu đấy? Làm ơn có cái gì đó nó làm một cái chết nó không ngớ ngẩn đi. Chết trong vách đá. Con cá. Bay lên phải xem ra mình bay đi đâu chứ. Con cá ngáo đá chết trong vách đá. Ok. Nó hướng về bên kia kìa, nó chĩa bên kia, mình hãy bay theo chiều của nó, bay lên, đúng rồi. Đúng rồi. Rơi đi. Chưa rơi đâu. Rơi đi. Rồi đi. Gãy béng xương rồi. Gãy xương đâu, vẫn khỏe lắm, vẫn dãy đành đạch được. Bơi đây, bên kia cả đường bên kia kìa. Nhảy không thế bay cho nhanh. Ồ, bên này à? Ừ. Bên này có lối đi không? Hết rồi. Không. Chính ra. Xôi, nhảy qua luôn chưa nhảy. Ngáo. Bay làm gì, bơi qua đây, luôn. Đây bên trái này. Bên này không biết nhìn. Chỗ này hơi tối. Trời bực thật. Thấy chiếc bòi nó lé tòe lé lé kìa chưa. Đây rồi. Cá chuồn, tôi là con cá biết bay tới đây. Đấy, phụt, nhìn thấy phụt đi đâu chưa? Chưa. Phụt lên trên kia kìa, chỗ đèn đỏ kìa. Ồ, thế à. Ok. Vậy nào, nhảy lên, phụt đi. Ok. À, phụt lên xe mỏ hả? Ồ, kéo vào xe mỏ thật rồi, anh. Cao lên, bay lên đúng luồng đấy. Phải lấy đà mới lên được các bạn ạ, cay lắm rồi đấy. Yeah. Lặn xuống. Thôi, bơi từ xa thì góc này ok hơn đấy. Đúng, nó sẽ theo đúng cái kiểu luồng của mình thì nó sẽ dễ định hướng. Ui. Xe mỏ có nước. Xe mỏ đang trôi. Mình nặng đủn đấy. Đủ nên. Sức mạnh của cá chuồn. Có nghe chưa? Ghê chưa? Húc vào đây, xe mỏ đi, may quá xe mỏ có nước. Xe mỏ phải có nước chứ. Ồ, liệu phải nhảy qua đây không? À không. Không. Đủ tiếp. Ờ, bây giờ làm sao? Có lẽ là mình sẽ nhảy xuống đây. Đúng không? Mình vừa từ bên kia nhảy, khu này khu mới. Ừ, nhảy xuống đi. Ok, lặn xuống, nhảy xa. Đúng rồi. Gì đấy? Đấy, bị chết vách đá. Chưa chết. Sống rất dài. Chết đây. Con này nó phụt đi đâu đây? Phụt thẳng lên à? Ồ, thôi cứ đi vào đấy. Chắc là nó phải có lý do gì nó mẹ ở đấy. Không phải, nó chẳng có lý do gì đâu. Bơi vào đây xem nào. Ngõ cụt à? Ừ, ngõ cụt rồi. Rồi các bạn ơi, mình hiểu ra vấn đề là đằng kia có một cái ống nước. Nó đang bị buộc lại chỗ cái biển nguy hiểm này. Bây giờ mình phải phá cái ống nước ra để khu này ngập nước. Và okay. Lúc đấy thì mình có thể bơi được nhiều chỗ hơn. Đấy, rồi bây giờ là phải cẩn thận đấy. Ôi. Lại nhá. Nào, ông ơi, nhảy lên. Mình bước quá. Ôi giời, bay. Chúng ta không thuộc với nhau. Đấy, lần này, ok. Vậy là nước nó sẽ tháo ra và cái phần về nước đang dâng lên này, cái ông phần cổng xe mỏ nãy nó sẽ ngập và mình sẽ có thể bơi qua được cái đấy. Đây các bạn này, đúng rồi, bơi đằng này vòng qua. Cuối cùng nước cũng đang ngập, thời tới rồi. Đây, đi lên theo đường ray, đúng rồi. Đi đâu ấy? Đấy, từ đi. Đây, thấy rồi. Bơi thẳng qua thôi, sao bơi cao lên tí đi, nó cứ đâm vào cái gồ ghề đấy. Điểm checkpoint rồi các bạn ơi. Bay phát. Checkpoint rồi, may quá. Đây, nhảy vào đây để bay sang bên kia. Ok. Bay. Bay bơi cao lên một tí là được mà. Sao rơi vào ngách đá này? Ôi không.
mày qua tí ngáo nên mới bị rơi vào đá đấy. Rồi bây giờ bay đâu? Chắc là bay lên xe mỏ. Đúng rồi, anh nghĩ là bay lên xe mỏ đấy. Anh đi sang bên này. Ê, chỗ mình chui vào đúng không? Anh đã bay sang đâu? Thôi, các bạn xin lỗi các bạn, đấy là lỗi kỹ thuật. Con cá này hơi ngào đá một tí thôi. Đây nha, lấy đà nào. Đứng đúng chỗ và hướng mặt đúng chỗ đi. Đấy, bay lên đây. Rẽ cao lên tí, cao lên tí. Rẽ trái đi. Có cái biển, có biển. Hạ đây, rơi cho rơi đi. Ôi, đúng đúng tông vào đấy thì chết. Tông vào đấy để làm gì? Tông vào đá nó chả chết, tông vào biển đâu. Tông vào biển mà, ông anh tông vào đá. Tông vào biển tua rồi. Tua lại đoạn đấy xem đông tông vào biển. Tông đúng vào biển. Có cái biển, có biển. Hạ đây, rơi cho rơi đi. Đồ ngu. Biết này chỉ biết bay, không biết nhìn các bạn ạ. Check boy đây nè. Ôi, phải nhảy. Hóa ra phải nhảy vào đấy trước các bạn ạ. Mình không chán biết rồi. Mình cứ nghĩ là bay thẳng sang bên kia các bạn ạ. Ok. Ok rồi. Hóa ra là phải bay vào đây trước. Ui giời ơi, không nhìn thấy. Sau đó mình bay sang bên kia. Bê Quỳnh Thành bây giờ chắc chỉ thấy mệt thôi, thế chả thấy gì đâu. Bay đúng là cái mỏm đá cao nhất. Dậy, cố lên, chúng ta vẫn sống. Đây, yên tâm đi. Có một gì để nói luôn ý. Ồ, cái mỏm đá này nó chặn mồm mình các bạn ạ. Đúng rồi, nên bay lệch ra. Xem nào. Rồi. To rồi các bạn ạ, lại đi. Lên. Nghĩ là phải sâu xuống tí nữa các bạn ạ. Lấy đà nào. 1, 2, 3. Đây rồi. Đây rồi. Ủa rồi sao bay ra đây? Cái gì vậy bạn ơi? Xe trôi ra đây ốc ạ. À nó tông cái gì á? Tông đổ vào cái gì đấy. Đường ống à? Mà đường ống mở. Nó sẽ hút đấy. Hút vào đây à? Ừ. Đâu có hút đâu. Nó chui vào đường đâu. Lừa à? Không phải các bạn ạ, không phải chui vào đường ống ấy đâu. Thì mình nhảy lên xem nào. Ồ, nước lại dâng lên sao á. Ừ. Thế thì đi tiếp thôi, bơi qua bên kia thôi. Bây giờ mình chỉ việc bơi qua bên kia thôi các bạn ạ, không phải làm gì đâu. Đúng rồi, bơi qua thôi. Yuhu. Cá bay nè. Làm gì kia, checkpoint kìa. Cá bay nè. Hạ đi, hạ trọng tâm nè. Ui giời, đấy cá chua nè, cá bay này nào. Cái lúc cần bay được thì đâu có bay đâu, bây giờ bay làm gì? Kệ anh, bây giờ anh mới thể hiện trình độ. Đấy. Bay lên trên kia kìa. Bắn nó sang kìa. Đúng rồi, bay qua bên này bắn sang đúng không? Đơn giản. Cái này cái gì phải bay, lách qua là được mà ông. Ơ, đi bên kia mà. Bên này mà, đường điện đây. Bên kia đúng chứ nhở? Hay là mình phải hút vào bên kia, hút vào cái kia nhỉ? Đây rồi. Đây. Lách qua đây. Sau đó mình bắn qua bên kia. Ủa rồi mình làm gì đây? Sau đó mấy cái cổng này đang làm gì đây? Ồ, hang này đi thôi. Hang đi làm gì? Mình đi bơi một vòng về chỗ ban đầu ạ. What? Đúng rồi đấy. Thế nên mới nói là sao anh lại đi thế? Quay lại đi. Đi theo đường em nói thế nào. Ok. Đây chặn đá rồi, đi vào mắt à? Bên này nào. Đây, thấy rồi các bạn ơi. Anh thấy chỗ đi rồi. Thấy không? Mình lại cần làm đổ một cái gì đấy nữa đấy. Đây kìa, điểm checkpoint kìa. Sống. Rời, vẫn sống. Và tôi vẫn sống. Sống nhưng cũng ngắc ngoài thôi. Ngắc ngoài cái gì? Chưa kêu cái điểm checkpoint đâu ạ. Mắc cạn đến nơi rồi đây này. Dậy, cá đang dậy chết. Đấy, nước nó còn cứ kiểu sóng xô này nữa, khó chịu thật. Trên kia có điểm checkpoint. Mình sẽ bơi lên các bạn. Ôi, nước không có đà rồi các bạn ơi.
À, mình nghĩa là mình phải làm sập cái kia thì nước nó mới xuống. Ok, đúng hiểu rồi. Nãy bay qua không nhìn thấy hả? Anh ấy không bên mình. Ồ, bên này cũng bay được hả? Giờ xem nào. Nó bay để làm gì chứ, nó bay làm gì đâu. Nó bay nó lên chỗ này thôi, đâu có đi đâu được đâu. Từ anh xem có nhảy được qua được không? Ồ, bên này đi được này. Ồ. Đi xuống đây nào. Thì có nước mà đi. Ôi ôi. Mắc cạn rồi. Ôi giời lừa. Ui, bên cái thành chả nhìn gì luôn ý các bạn ạ. À. Thế là vẫn phải đi đường bên này. Đường bên này sẽ không được các bạn ạ. À. Nếu kể cả nó bắn là mình cũng sẽ ra ngoài đất. Đúng rồi. Ok. Sẽ vẫn đi đường cũ nhưng mà sẽ bay sang cái chỗ có cái biển. Đúng rồi. Thì anh biết là đường này anh đi đúng rồi. Nhưng mà anh muốn thử cái đường bên kia, lúc ốc bảo là quay lại đi anh đi sai đường rồi. Đấy, đường bên đấy toàn đất các bạn ạ. À. Toàn lừa. Đấy. Ok. Đấy, may mắn lần này ok. Ok, nước có nước không? Dâng lên luôn. Nước dâng lên và bây đấy, giờ bơi cái bay cái này sang đúng bên rồi. Kia. Rồi, sẽ coi. Ồ, may quá mình cất cánh không là mình đâm vào kia mình rụng xuống rồi các bạn ạ. Ok, nhảy lên luôn, nhảy lên về phía hang bên phải đó. Hang trước mặt này đúng không? Đúng rồi. Ừ, đằng sau này là chỗ mình vừa đi mà. Đúng rồi. Đây có điện này. Thế mà bay nước. Đây, bay đi. Bay đi, trườn xuống. Dãy đạch. Cố lên. Dãy trườn xuống. Rồi. À. Bơi bên kia. Đâu xem nào. À, đây lại có súng nước. Bắn mình đi đâu đây? À. Bắn mình đi cái chỗ vừa nãy. Nó loằng ngoằng này. Đi sang bên này. Bên này đường cùn mà ốc, đi sang bên này làm gì? Anh nghĩ là có nước ở đây là mình phải thử xem nó bắn mình đi đâu. Ôi, đây. Bắn mình vào đây. Bắn này ra đây. Đúng rồi. Bắn linh tinh cả. Vẫn về chỗ đấy. Vẫn về chỗ cũ các bạn ạ. Ủa. Cái này đi thế nào nhỉ? Hơi lòng hoàng rồi các bạn ơi. Cái này không phải nha, cái này bắn về chỗ cũ này. Cái bắn về checkpoint. Bắn lại về checkpoint này. Đây, về checkpoint thì ở trên này. Đây, checkpoint ở đây luôn. Ừ. Thì bây giờ mình chắc chắn là phải bay ra đây rồi. Chắc là bơi về phía kia, về cái hang này, dưới kia này. Bơi thẳng về phía trước xem như nào. Đúng rồi. Đây này. Không, đây là cái bắt đầu. Ừ. Nhưng mà có thể bơi được á. Bơi xa á, bơi về phía kia. Đây có cái hang này. Bơi hang làm gì? Đó, có cái hang mà. Hang thì sao, có đâu checkpoint đâu. Nhảy lên rồi nào. Nổi lên nó là cái gì đây? Bắn gỗ thôi mà. Không, ý là lên chỗ nào ấy. Cụt rồi. Đi qua này. Đi qua này mình đi rồi mà. Ban đầu là mình hút sập cái này mình đi qua đây mà. Ôi, mò mâm mâm. Cuối cùng là phát hiện ra đây là có cái cầu chì. Mình phải kích hoạt điện thì mới mở được những cái cổng kia. Bắn vào đúng cái đang gập xuống kìa nha. Đấy. Có bắn vào linh tinh đấy. Lên đợi. Nhảy lên, chạm đúng vào đấy. Ok. Ok, được rồi các bạn ạ. Bây giờ là bây giờ mình sẽ bay về phía bên đi theo dây điện. Ở đây bên này bên trước mặt của mình luôn. Ừ. Bây giờ mình đi mới được các bạn ạ. Rồi. Đây. Bay theo mình đường sẽ đi theo đường dây điện. Dụng hướng đi. À. Cái gì đấy? Đẩy tôi bay vào đây. Mình sao? Mai là khu này toàn là nước các bạn ạ. Không là mình đi rồi đấy. Bơi đâu ấy? Bơi theo đường dây đây. Thế thôi. Cạn nữa. Ngáo hết anh. Đừng chết. Anh không nhìn rõ cái này à? Không, anh không hy sinh ở đó, yên tâm đi. Ừ, nhưng mà nó mất thời gian ấy. Bay. Bơi sang trái. Ngoi lên để nhìn đi. Ngoi lên nhìn đường dây điện. Đúng đường này không nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi, dây điện kìa. Ủa, mình đi đúng đường không ta? Không biết nữa. À đây, trước đây, checkpoint đây các bạn ơi. Ờ, bây giờ Bay lên. Ồ, đây có nước luôn. Ừ. Bắn vào cái chỗ, nhảy vào cái chỗ vòi ấy. Wow, bay tới đâu luôn? Không biết luôn. Ok, Đây, bên này này. Bên này.
phải lặn sâu xuống thì mới có đà bay lên các bạn. Bay ngược lại luôn mà. Đây lấy đà. Đây rồi, chuẩn luôn. Xong rồi bay đi đâu nữa? Bay sang bên này. Ờ. À kia điểm checkpoint kia. Ừ. Rồi, xong chắc... lại bật cầu trì lên. Đúng rồi. Con này gian nan thật đấy. Rồi, lại nhào lên bật cầu trì. Đấy, cực khó các bạn ạ. Ừ, giải quá. Chơi như kiểu là Puppy Playtime á. Giải mã cực nhiều nhưng mà không sao, biết con này là người thông minh. Rồi bây giờ đi đằng trước. Không có gì đúng không? Ê. Ồ. Hay vẫn đi theo đường điện đấy ốc ạ? Ừ. Hay là em nghĩ vẫn đi theo đường điện thôi. Đường điện. Cái gì nó là bên này? Ồ, khó nha. Đi rồi. Thôi liều ăn nhiều các bạn ạ. Đây là từ từ phải có đà, phải có đà. Bên trái, bên trái, bên trái. Kìa rồi, có lẽ là mình sẽ đi vào cái cổng màu xanh khi mà bật đèn được nó hiện lên màu xanh ấy. Đây hả? Đây. Con cá này bay hơi ngu nhưng mà được cái cũng thông minh. Không hiểu luôn. Đây. Cầu trì tiếp theo à? Bật hết lên. Mình phải bật hết cầu trì ở đây mới được các bạn ạ. Nhảy lên. Chạm vô nha. Ok. Ok rồi, chưa? Tiếp tục. Đi tiếp, bơi tiếp. Xe mỏ đang đi kìa. Xe mỏ đang đi. Đến đây. Điểm checkpoint. Cẩn thận cái xe nó kẹp cho đấy. Bẹp dí. Đây rồi. Chúng ta có một cầu trì ở trên. Chúng ta sẽ phải nhảy vào bên cái bên kia để nó đi thẳng lên cầu trì. Không. Ồ, gần được. Nhưng mà khi mà đâm như thế nó sẽ không còn lực để đập vào nữa. Mình sẽ phải đi từ cái bên full kia vào. Bên full hả? Ừ, để anh thử. Để anh thử xem có lực không. Lực gì? Bị cá anh hơi lực đấy. Cá này nãy giờ bay cơ bắp hơi cao, hơi to đấy. Không ổn. Đây. Sau đó mình bơi từ đây sang bên kia. Ok được đấy ốc ạ. Một ý tưởng không tồi. Nhưng mà anh làm rồi. Anh làm thì thất bại rồi các bạn. Tốt nhất là nên như này bắn thằng kia. Chỗ đấy không được đâu. Ok nha. Còn bên này bắn này nhìn nó rõ ràng hướng nó kia rồi còn không làm nữa. Tôi lên. Kéo vẫn cao phải. Cao lên. Kéo... check cái mồm lên trên này. Kéo vẫn phải dùng cái xe kia để mình có thể ấy được các bạn ạ. Để mình có thể bay được lên trên đấy. Rồi, lấy đà xa hơn vậy. Mình nghĩ không. Mình nghĩ là mình sẽ lấy đà từ xa hơn. Ok luôn, rơi rồi, vào xe luôn. Đi vào theo xe nè. Đấy. Đó các bạn ạ. Cuối cùng mình là mình giờ sai đâu mà. Mình đi qua chỗ này mà mình không cần nước đấy, vì trong xe mỏ này có nước. Ôi, đi này càng hề như kiểu chơi tàu lượn siêu tốc ấy ông nhỉ. Rồi xong, bay vào chơi nước. Coi. Yes. Mẹ sao lại cho vào? Xương. Hết hồn. Chỉ là phòng thí nghiệm người ta có mấy bộ xương thế check ở đây thôi. Cái checkpoint rồi mà. Checkpoint chưa? Nó vào đây nó tự checkpoint ở đây luôn. Rồi. Bơi tiếp đi. Chắc nhảy qua phòng thí nghiệm bên nào. Cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Nó cái radio đang bật bên kia thì phải. Phòng nào cũng có nước không ạ? Thế em lên nhảy bên phải bên trái. Em không biết đâu. Để bừa nha. Thôi chọn bên trái đi ốc. Bên trái nhảy dễ hơn. Được rồi đấy. Ok, bơi lên nào. Có gì đây không? Cửa mở. Có một cái cửa các bạn ạ. Mình đang nhảy rất tích cực ở đây luôn. Cái gì vậy? Sẽ phải. Checkpoint. Vừa có điểm checkpoint đây các bạn. Các bạn để ý cái đèn có xương bám kìa. Xuống người bám hay sao? Kinh quá. Đường cụt rồi, đâu ấy. Và phòng này làm gì? Hết rồi à? Hết rồi, thế ra ngoài. Thế lại phải sang phòng bên kia. Sang phòng bên kia, ra hành lang rẽ trái đi. Thế à, hành lang vẫn còn à? Đâu? Đâm đầu vào tường, cứ tưởng đấy có đường. Đây. Hành lang rẽ trái chỗ nào không? Đấy, hành lang, đang đứng hành lang đấy. Đâu rẽ trái chỗ nào? Rẽ trái là đi này. Này á? Ừ. Đi ở đâu, đi sao được?
Đi kiểu gì? Cũng không có lối à? Làm sao mà có lối, nó chặn thùng đấy rồi. Ốc thế ngáo. Thì đi vào cửa này. Ốc ngáo thật đấy. Cửa này cái gì? Cửa này quay lại ban đầu. Thôi rồi, đi sang bên kia đi các bạn. Thế là vẫn phải nhảy sang bên kia. Lằng ngoằng thật sự. Đấy. Bày phát sang nữa. Kính à? Nó còn có kính nữa các bạn. Cay thật đấy. Thế mới bảo là bay sang bên kia rồi, đúng rồi. Ồ, có kính không bay được. Lại đây, sang bên kia đây. Ồ, thế là bên này không được nha. Thế là còn một cái đường nào đấy mình bỏ rơi. Đấy, đâm vào kính nữa rồi. Biết rồi, nhìn thấy rồi. Xem bên này có kính kìa, vỡ. Chơi qua trên cao kìa. Rồi, thế phải dùng phòng bên này ạ. Bơi, đi tìm. Tìm checkpoint trên cao bên phòng bên kia. Lối nào để đi được ta? Vào phòng bên kia đi. Phòng này là đường cụt này. Mình vừa đi rồi này. Để em xem có lối nào mà mình bỏ. Ở đây. Đây có kính rồi, không đi được. Đúng. Checkpoint trên đầu này. Ồ. Oh. À đi, mấy đi. Cái thùng này đều có nước. Ôi dồi ôi. Thế thì ai mà. Mấy thùng này có nước á? Chắc chắn luôn chứ còn gì không. Nó có nắp mà. Ồ, ra là không phải. Anh đoán ngay mà, vì làm sao mình nhảy lên trên kia được, trừ khi là thùng này có nước. Đây. Có khi nào mình trở thành cá đông lạnh không ta? Ồ đấy, vẫn chưa hy sinh các bạn. Bây giờ mình làm sao mình đi được, reset đi. Mình phải bay ở cái thùng cuối cùng nha. Ok, lấy đà nào. 1, 2, 3. Làm lại. Mấy cái thùng này không giống nước. Nó giống như cái gì ấy. Chất lỏng gì đấy. Chúng ta sẽ làm lại các bạn ơi. Một phát nhảy vào thùng này. 2 phát lộn sang thùng này. Bật tôm luôn. 3 phát thì rơi xuống ngược. Sao không bay? Bay làm sao được, ngắn tún thế chỉ có đập mặt thôi, không bay được. Ốc cũng nào cũng bay, làm sao mà bay. Nó cao như vậy mà. Đây, bây giờ bay đây nè. Đó, giờ bay luôn lên kia đi. Không được. Sao vẫn... mà có không có lái lên đâu mà được. Ờ nhỉ, mình thử lái lên luôn thôi được. Không được các bạn. Phải lấy đà xa hơn. Thôi có nhảy đúng thứ tự cũng được. Rồi, anh làm một phát lên trên thùng thứ kia luôn. Đúng rồi, nếu được thế thì thật là tốt. Nhưng mà khó. Khó lắm các bạn ạ. Anh đừng bấm hai lần cách nữa, nó thụt ngay vây vào đó. Đấy, bấm thế thôi. Ok. Bấm thụt luôn vây vào thì nói chuyện gì nữa. Rồi. Mồm ở đấy luôn. Lấy đà, một phát ăn ngay. Ok, dụng vào đây. Dậy. Sẽ vào được thùng này. Kinh nghiệm, rồi. Bây giờ là lặn xuống sông một tí. Ok. Nhảy sang đây. Ok các bạn ơi, rồi, kịch bản. Bản là bay nhá. Rồi đấy. Checkpoint cho. Checkpoint được các bạn ạ. Còn chết thì mình cũng đang bây giờ ở thùng trên này rồi. Mình lên trên thùng này luôn. Ok. Ồ, phải xuống sang thùng bên đấy à? Ừ. Anh không biết ạ? Ừ. Ôi mày con. Bên cạnh anh không biết gì. Bên cạnh anh chỉ nhảy một cách vô tri các bạn ạ. Đào, nhảy sang. Bim. Vừa dãy đỉnh đạch này. Thôi, cho con này về dán lên thôi. Con này chỉ dán thôi. Dán cái gì? Qua rồi. Đúng đây rồi, con này dán rồi. Hơi ngắc ngoài nhưng cũng được. Đây, bây giờ nhảy qua bên này. Nhảy lên xem thế nào nha, nhảy qua cửa này. Bay lên, ôi giời ơi, lại rồi. Nhảy qua cửa đấy thì phải đó. Đấy, bay mượt thế thế nào, bay đẹp thế thế nào. Thỉnh thoảng làm được cái qua pha đẹp đẹp thế còn toàn. Đấy, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Nốt cái này đi. Cái này là phải nhảy cao lên chưa. Đầu hách lên, ôi giời, đầu đâm vào tường.
Nào, mổ ra bạn. Bay, đúng rồi. Bay qua. Rồi, rồi tòm. Cái thùng kia có vẻ như mình lấy gần đà gần, nó bị đập mặt, nó rụng xuống các bạn ạ. Nó như kiểu bị lừa mình, nó lừa mình đấy. Lừa mình nên tìm một cách thông minh hơn để làm. À, ok, kia có điểm checkpoint các bạn ơi. Cá chuồn, peo. Rồi, ok, bay lên, bay qua cửa. Lấy đà. Tôi là con cá biết bay. Thổi tôi đi. Ok, đẩy xe ra đây. Đúng rồi. Lấy được điểm checkpoint. Tự đang ở vùng quê mà bây giờ thành phòng thí nghiệm. Ôi dồi, có nhà khoa học nói luôn đúng không ạ? Con dốc, ừ đây phòng nghiên cứu mà, nhìn thấy bộ xương không? Có khi nào ông ấy bắt mình nghiên cứu biến cá thành người không? Không, không có đâu. Phanh lại, phanh lại, phanh lại, đi từ từ thôi. Ok chưa? Đi bên này, chỗ kia có checkpoint. Có checkpoint đằng kia nhìn thấy rồi. Chúng ta cứ thẳng tiến ở đấy thôi. Ông ấy nói cái gì chả hiểu. Trôi xuống nha, trôi trôi đấy, trôi đấy. Phanh lại ngay, phanh lại ngay. Anh mới cắm đầu ngược lại. Ok, đừng để bị lật úp xuống. Úp xuống là mình hết nước và mình đi đấy các bạn. Đúng rồi. Rồi, từ con cá đi từ chỗ gọi là vùng quê hẻo lánh vào phòng thí nghiệm. Giống như là anh ở vùng quê khu nghèo khó đó, đúng không? Có bác nông dân. Nhưng bây giờ anh, à đây, đây rồi. Nhảy vào đây đi. Đây rồi, đây rồi. À, cái gì kìa? Pin à? Nhảy lên. Ok, rồi đấy, sao? À, cái lại phải nhảy lại thùng rồi. Đúng rồi, nhảy lại thùng. Rất từ từ, cái ống này có chui được không? No. À, ống này không chui được nha các bạn. Đúng rồi, nó chỉ để đấy thôi. Nhảy lại thùng, nhảy lại thùng. Nhảy mượt vô nha. Hay quá. Ôi giời, không phải hả? Nhảy. Quay đi, quay, 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 quay. Quay, 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 quay. À. Đúng rồi. Đã thấy đã bơi. Rồi. Đấy. Thông minh rồi đấy. Đẳng cấp. Cá chuồn, cá biết bay. Bê của Thành lái cá chuồn, bê của Thành quá đỉnh. Đi cửa này, à có thang máy luôn. Ok luôn, đi được thang máy à? Phải thang máy. Đây thang máy mà. Rồi bây giờ bấm nút. Bọn mình đã mất hơn 1 tiếng để chơi cái level này các bạn ạ. Đúng rồi, nó bị mắc vài chỗ, mình nhảy mãi mới được các bạn ạ. Phần chơi này cực kỳ khó luôn. Con cá biết bay mà đâu phải con cá biết bơi đâu. 1 sao. Bên kia toàn 5 sao, 4 sao, bên này toàn 1 sao. Mình đã đi đến tận level thành phố rồi các bạn ạ. Ok. Continue. Chắc cả cái chơi đến đêm mất. Bây giờ đã là 11:20 đêm rồi. Ok, bây giờ đi đường nào ốc? Đường cửa. Tông vào cái cửa kia đúng không? Nó sẽ mở. Nó có cái dốc, nhìn thấy là biết. Này. Phanh lại đã. Đi qua đây. Có ai đấy không? Đại ca cá chuồn tới đây. Ôi. Cửa tiếp. Nghe tiếng gì ù ù không ốc? Tiếng xe cộ đi lại chứ gì. À, tiếng quạt. Tiếng quà. Chẳng nhẽ mình dùng cái quạt đấy để mình bay đi đâu. Không. Anh nghĩ dùng quạt để bay. Bay vào bể. Đúng rồi. Cái thùng này nó bé dữ vậy trời. Lại bắt đầu giống như cái lần trước rồi đấy. Đây rồi. Ui, vào bể luôn rồi. Ủa? Vào bể nước thì đi đâu nữa? Nhìn xung quanh đây. Thôi, mình ở đây luôn đi các bạn. Ở đây thấy mình ổn mà. Đúng rồi, ổn mà. Mình thấy cũng thấy rất ổn. Chỗ nào đấy nhỉ? Ngẩng lên trên nào. Trên là nóc nhà mà. Bay lên nóc nhà bắt con gà. Rồi, từ từ mình nhìn kỹ xem nào. Rồi. À, kia có cái checkpoint kìa. Ông thấy không? Lao ra biển đi. Lao ra biển à? Ai ơi ơi. Lấy đà sâu sâu à, bay nhá. Đâm một cột tảng đá nữa này. Đâm một cột nhà ấy. Mình ghê đâm một cột nhà hơn á. Đây. Rồi. Ok các bạn ạ, đấy nó có cực kính ớ. Ồ. Bây giờ lại bắt đầu lan xuống à? Ồ tôi không. Không, lan bên kia lan. Đúng rồi. Ồ. Lan được sát này không? Không được rồi các bạn ạ, mình phải lan sát bàn. Lan sát cái gì à này, máy tính này. Quá trời rồi. Quá trời khó luôn. Phải thật sự được khéo léo các bạn. Rồi.
Ôi cực khó luôn, phải cực khéo léo. Ừ. May là bên Quý Thành có trình độ cao, chứ mà như ốc là chết chục lần rồi. Anh ốc... không chết đến trăm lần á. Ốc là con cá ngáo đá chứ gì vậy. Đã ho nghiệp quật thôi. Ôi dồi ôi, con cá biết ho nha các bạn. Ảo thật đấy. Rồi đường nào nữa, chỉ đường đi ốc. À trên kia có cái bánh gì không? Ôi trời ơi, lừa. Phải xuống đấy không nhỉ? Có, xuống đấy, để xuống sàn. Rồi mở cửa. Hợp lý. Mình cũng cần ăn á. Biết đâu ăn thì sẽ đẩy mạnh hơn. Đẩy mạnh và đẩy khỏe. Xuống đi. Đây đây, sàn này êm. Xong xuống đầu kia đi thẳng ra cửa nhỉ? Sao lại xuống bên này nhỉ? Xuống bên cửa kia. Cửa bên kia kìa. Bên kia nó vướng cái tay cầm. Chui qua mà. Chết rồi. Thôi dán con này lên đi, mình mất kiên nhẫn với con này rồi. Ôi trời ơi. Sao? Vẫn dán con này lên. Vẫn đi vòng được. Mình dễ quá, mình chơi làm gì, phải chơi khó chứ. Nhưng mà toàn là anh cố tình tạo ra khó thôi. Tại là nhìn anh cái... không quan sát thôi. Tại là anh nhìn thấy cái chuôi ghế kia, anh tưởng là chúng ta đấy sẽ... chỉ là anh tưởng thôi. Có khi là không chui được qua đấy thì sao? Đây là anh đi chui được chắc luôn. Tại là anh thấy cái ghế nó chắc thì anh đi được mới đấy luôn, thật nhanh. Cửa đây đi đâu đấy? Nó mắc cái thảm. Thế đừng đẩy vào cái thảm nữa. Bình tĩnh, cá chuồn bình tĩnh lắm. Bình tĩnh lên, cái màn nãy nó mới một tiếng ấy các bạn ạ. Không sao, màn này mình cải thiện. Cái gì đây? Sân bay. Cá đi bay đây, cá bay về Việt Nam đây, cá đi Mỹ đây. Đi cái đường kia. Đây, đường đây rồi. Đường đâu? Dây đây. Nhìn này kém thật. Mình tưởng mở cửa nữa. Mở cửa cái gì, suốt ngày mở cửa, làm sao mở cửa mãi được. Ôi chào nhá, chào mọi người nhá. Đây là sân bay rồi, sân bay hoặc là nhà ga. Úi dồi. Gì đấy? Đi đường nào đây? Đi đường nào cũng được các bạn. Mục tiêu của mình là đến chỗ cái vòng vàng kia, thì mình đi đường này cũng được. Ồ, đây giống như thủy cung rồi. Mình thấy có decor mấy cái. Mọi người ơi, cứu tôi, bắt tôi bỏ vào bè đi. Cho tôi ở thủy cung cũng được, nhưng để tôi chết thôi. Sao mọi người đi qua này? Kia có vài phút nước, thả tôi vào đấy một tí thôi à. Sao mọi người dựng dưng nhẹ rơi đột xuống đấy mà không ai quan tâm luôn các bạn ạ? Anh chỉ là một con cá thôi mà. Anh nhìn cái đen đen này anh tưởng có gì à? Anh tự tin đẩy nó trôi thẳng qua ông ạ. Em cũng nghĩ là anh bị như thế. Đấy, nó lừa anh các bạn. Nó lừa được Bê Quy Thành chứ đâu nó lừa ai đâu. Rồi. Rồi đi sang. Phanh lại. Giời ơi, phải thật sự là khéo léo đấy nhá. Rồi. Ok. Ok rồi các bạn ơi. Ôi mình. Trong chảnh đấy. Mình gọi nín thở luôn. Ừ. Trên này người ta để đồ linh tinh ta. Em không điều khiển, quên mất không điều khiển nên nó chết á. Nhạt thế nhỉ? vẫn checkpoint được này. Đúng không? Không. Điểm cũ mà. Checkpoint mà, điểm cũ ở kia mà. Ôi giời ơi. Cẩn thận các bạn, vẫn may quá vẫn kịp checkpoint chứ kỳ dụng xuống. May ghê đó. May ghê. Phải đi thật là khẽ. Ôi phải khéo léo lắm này các bạn này, nhìn này, tập trung này đấy. Đấy. Hút lại một tí thôi. Rồi, đi thẳng. Đi thẳng để cho nó tự lăn đi đấy. Cua sang đây tí. Đánh võng. Đấy, mày bị Quý Thành trình độ cao ấy, không cần đi rồi đấy. Úi dồi. Đây rồi, checkpoint các bạn này. Rồi. Bỏ ra bây giờ đi đâu tiếp? Đi bên kia. Đi đâu? Bên này hay bên này? Ốc chả nhìn gì cả, từ từ nhảy xuống đài phun nước này đúng không? Để làm gì, nhìn checkpoint em có hay không đã chứ. Không có.
ngẩng lên nào, nhìn quanh nào. Cá thì không thể nhảy được rồi nên là, ủa. Quay bên kia nào. Em đang nhìn xung quanh đây. Một chiếc coi ở đây à? Từ từ, đẩy được cái này đi không? Không. Không đẩy được này. Có vẻ bên như... Bên trái, có một đài phun nước. Ba cái đài phun nước ở đây cơ mà, anh nghĩ là nó chỉ là một trong những cái đài phun nước ở đây thôi các bạn. Đây bên trái là cái này hay sao á? À. Nhìn đi qua cột nhìn. Ừ, ba cái kia nhìn không thấy rồi, chắc chỉ còn mỗi cái này thôi các bạn ơi. Đi ra này. Đúng rồi. Ok, nhanh thế. Kìa rồi, nhìn thấy rồi. Ok. Đấy, bây giờ biết ở đâu rồi nha, nhìn thấy rồi các bạn ơi. Nhìn thấy rồi đấy. Đó, nhảy thẳng xuống. Chưa nhảy đâu nha. Các bạn chưa nhảy rồi. Ồ, không được các bạn ạ. Nhìn, mình phải dừng lại đúng cái điểm đấy, mình nhảy xuống giữa đấy mới được, còn nhảy bên cạnh được. Okay. Đi Sammy kia đi. Bây giờ bình tĩnh. Bình tĩnh. Đây. Ui, thế nào lại được, anh tưởng là nhảy ở rìa kia chứ. Mày cho anh nói. Ok, bây giờ là làm gì đây? À, úp xuống đây hả? Chui xuống đây không? Không. Không chui được, thế phải bay sang những cái đài phun nước khác. Quá chuẩn luôn. Bên trái. Con mới à? Cố lên, chưa rơi được đâu. Rơi đi. Gặp nước mà vẫn chết, nhưng mà chỗ cái đấy rồi. Lại hơi quá rồi, mình phải okay. Bay thẳng sang trái luôn, nhìn thẳng luôn kia đấy, đúng rồi. Anh nên mở rộng góc nhìn để mình biết mình bay đâu, đỡ phải liệng nhiều thì sẽ không chết. Đấy rồi, bây giờ cá này anh bay quen rồi. Thôi đi. Trừ những kiểu pha nào mà lỗi thì anh mới hy sinh thôi. Thế nói làm gì? Đâu, nhìn nào. À, bên này. Không. Sau hai cái tấm kia vượt chướng ngại vật. Đúng rồi. Chứ còn tấm cá mập là sau nhá. Liệu vô đi. Chết. Liệu đường này xa quá các bạn ạ. Nào. Nhảy ra một đoạn này chắc là được rồi. Được rồi đấy. Ôi dồi ôi. Bây giờ là phía sau bức cá mập. Ngoi lên nào. Mình phải hơi lượn, mình phải hơi chích lên. Đây rồi, tôi tới đây. Tôi là cá lượn đây. Dụng luôn xuống đi cho chắc, okay. Không là tí đi đấy các bạn mình ạ. Mình thấy check point tiếp theo rồi, nó ở cái xô. Ở đây, kia kia. Ông bảo vệ, ông Lao Công. Bay thế là hơi khó đấy. Bay được đó. Ok. Bây giờ không bay cũng không còn cách nào khác đâu rồi. Yeah. Nhảy lên. Nhưng không sao, ốc tin anh không? Không. Mọi người phải tin anh. Rồi đúng chỗ đấy luôn nha. Rồi đi, rồi. Ui, chưa. Thôi, đừng có cố liệng chết chắc. Tìm đúng điểm rơi mà rơi thôi. Bay được một tí nữa thì rơi. Tại ốc hồ rơi làm anh rơi luôn. Tại vì mình nhìn nhầm. Bây giờ mình sẽ nhìn theo cái... Anh nghĩ là cứ để bay này kiểu gì cũng thẳng vào đấy luôn. Hết thời là tự rơi đấy. Không đâu. Không được các bạn ạ. Ok, thế anh hiểu. Đấy chỉ là anh nghĩ thôi. Rồi nha, bây giờ mình hạ cánh thấp xuống đi cho chuẩn đấy. Liệng đánh võng một tí đấy, xong hạ cánh xuống dần đấy. Bớt lại. Thẳng một đường thôi, đừng có liệng nhiều. Liệng nhiều rồi đấy. Là lose control. Rồi tõm vào đấy luôn này. Rồi, nhảy đi. Ui đừng, đúng rồi. Ủa, thì như mình lấy được checkpoint rồi sao á? Tiếc đấy. Không. Rồi đúng vào đấy mới checkpoint được. Nhảy còn phải chuẩn các bạn ạ. Chứ gì nữa. Quá chuẩn luôn. Này là hạ cánh phát vào luôn này. Rồi. Đây rồi, bây giờ đi đâu? Đi ra ngoài thôi chứ còn gì. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài chứ. Bác Lao Công ơi, lao nhà cho đi đây. Check point chỗ thang máy kìa. Đâu? Thang máy thang cuốn ấy.
Ok, đi ra đây đúng không? Đi xuyên qua những hàng người xếp hàng ở đây để... Bác lao công đừng đấy lau dọn mà không biết gì luôn. Ngu thật. Đấy, thấy không? Okay. Bây giờ mình phải đi xuyên qua những cái chỗ xếp hàng ấy kìa. Bởi vì là đến đây là nó bị chặn rồi. Nên mình sẽ phải đi xuyên qua những cái chỗ xếp hàng này. Đi rồi. Thì nó cũng không khó lắm. Đừng nó kiểu tự nó sánh ra là mình xong rồi. Mình bị bắn ra ngoài. Đúng rồi. Những người này họ cũng đá mình bay được ra nhá. Sao? Cẩn thận bro. Cái gì bị đá? Đây rồi. Đấy, chết coi rồi. Hello mọi người đi bay hả? Cho tôi đi bay với. Chết rồi. Mắc lên, mình lùi lại tí các bạn. Rồi. Yeah. Đây không phải sân bay đâu. Đây như kiểu là check in gì đấy. Giải trí. Cô mặt đen. Cô đấy trông như kiểu cái bạn gì nhỉ? Ok, bạn là Amanda. Đúng rồi. Ok, chúng ta sẽ có vẻ như phải đi lên cầu thang. Bởi vì checkpoint nó ở ngay dưới chân cầu thang mà. Đi đây lên. Là một cái thang cuốn các bạn ạ. Đi bây lên giờ mình sẽ cuốn. Cố gắng làm sao để mà đặt cái thùng này nó vừa khít cái bậc thang lên nhá. Lần đầu tiên cá chuồn đi thang cuốn. Cá chuồn chết chắc. Rồi cá chuồn chết luôn vì lần bởi vì nó bị lệch ấy. Đúng rồi. Lệch, mình chỉ đứng trên một cái bậc thì ok. Bây giờ phải tính toán thật là kỹ nha. Ok. Xong rồi đấy, không cần phải tính toán đâu. Ăn mày. Ăn may gì, trình độ. Ăn may táo lao quá. Bây giờ đầu mình lúc nào phải hút đẩy cái thùng này nó lao về phía trước. Không là nó sẽ đẩy về sau là mình lộn thùng là hết nước là mình đi. Đúng đấy rồi. Rồi cá đi gọi là phiêu lưu toàn thành phố luôn. Rồi chết boy đây rồi. Hello mọi người. Đông ấy nhở. Đi kiểu siêu thị các thứ. Không. Đang kiểm tra cái gì ấy, trên cái quãng đường. Ồ đây rồi. Thế thì đi vào cái cống này rồi. Cống gì? Lỗ thùng gió à bọc cống. À lỗ thùng gió. Cống. Ôi tối quá. Cá trong tối. Mình không quen lắm. Sợ quá. Các bạn ơi, cá chuồn sợ quá. Rồi xong luôn, không biết đi đâu luôn. Đó, bình thường mình chơi game kinh dị, mình là người chui trong ống thông gió, mình đã thấy mệt mỏi. Bây giờ mình là con cá chui trong ống thông gió nữa. Cô gọi là hết cứu luôn. Làm sao mà cứu được? Ôi không. Chúng ta đến một cái băng truyền. Ôi không. Đây rồi, chuẩn bị nhảy. Điện giật kìa. Chuẩn bị nhảy, nhìn thấy chưa? Thấy không? Nhảy đi. Để chi? Check boy. À ừ, biết rồi nhưng mà con đi thôi. Nhảy đi, nó có băng, nó là băng truyền đó. Ừ. Rơi ra ngoài chết ạ. Quất luôn á, ghê mà chết quất luôn á. Rồi các bạn ơi, bây giờ phải cẩn thận này. Lên trên tí. Cua để đổ. Cua. Đúng rồi, mắc vào đấy. Ui chuẩn quá. Ôi giời. Đẹp nó phải quá. nghiêng cái xe để hất mình vào đây các bạn ạ. Mượt quá, bây giờ tìm tiếp theo. Địa điểm tiếp theo ở đâu? Checkpoint ở đâu? Địa điểm tiếp theo. Hay mấy cái thùng đây. Mấy cái thùng chưa kia? Không. À, chết rồi. Ủa, vẫn nhảy ra ngoài đấy. Rồi các bạn ơi, không sao, mình có thể không reset sao. Được. Nhảy đi. Giờ chả biết kiểu gì các bạn ạ. Toàn mấy cái vali. Nhảy đâu? Ồ, quay lại xem nào. Có cái thùng màu xanh kia, không biết là có nước không nhỉ? Thế này thế. Có nắp màu xanh kìa. Ừ nhưng mà cái đấy đâu để làm gì đâu. Nhảy lên quan sát thế nào, bên băng truyền bên kia thì sao? À đây, thùng này có nước. Nhảy nhanh lên. Bình tĩnh thôi. Bay. Rồi. Yeah. Rồi, 10 điểm. Bây giờ đi đâu đây? Cứ ở đây thế à? Đi qua băng truyền. Cứ đi thôi. Ồ bên này có phải là toàn nước không? Đúng rồi. Cả nước thế này mình nhảy xuống chắc mình cũng chết rồi nhỉ. Ủa. Rồi mình đi vòng này. À. Tắc rồi. Nhảy xuống đi. Chưa tắc. Vẫn đi mà. Đi đến đâu ấy nhỉ? Đi đâu bây giờ? Nhảy xuống nước thôi. Nó vẫn trôi này. Bây giờ đi đâu các bạn ơi? Ủa? Đây các bạn đã đây điểm checkpoint rồi các bạn ơi. Đấy chỉ chờ đợi thôi chứ không phải nhảy đi đâu cả các bạn ạ. Thật là tốt. Nhảy qua. Phòng kia rồi. Phòng kia làm gì?
nhưng mà không bay được vào các bạn ạ. Có ai không? Rồi, anh phải bay vào. Cứu cá không? Phải bay vào chứ. Ok, bây giờ mình phải bay. À, trong đấy có một cái bình. Ừ. Nó chính là cái bình. Rơi đúng vào cái bình đấy, bay. Rơi bình, vô lượn. Ôi giời, lượn ngay từ lúc bay vào á, ngay từ lúc qua cửa lượn sang phải luôn. Nó mới dễ. Nào, lại nào. 1, 2, 3. Úi giời, đâm một phát ở dưới bình mà vào được bình. Rồi bây giờ lại đi rồi. Xuyên tâm. À. Lăn xuống thôi. Lăn xuống chỗ cái thảm kia mới được. Lăn xuống ghế. Ồ, nứt không sao. Lăn xuống ghế rồi lăn xuống thảm chứ. Lăn kiểu đấy thì chết chắc. Đâu rồi, đi đâu bây giờ ốc? Chỉ đường đi đây. Đi ra ngoài, ra ngoài phòng thôi. Biết đâu mà chỉ đường ấy, chỉ là cảm giác thôi. Tất cả chỉ là cảm giác thôi à? Và suy đoán thôi. Con cá bây giờ là con cá này hơi mệt rồi nhá. Con cá này gọi là khám phá toàn thủ đô rồi. Phải. À anh thấy rồi, anh thấy cái chỗ điểm nó checkpoint hay sao ấy. Đây bên phải này. Bên phải. Bây giờ anh mới thấy là nãy đâu thấy rồi, nãy anh nhầm đó. Ồ, không phải điểm checkpoint mà ăn cái này các bạn ạ. À. Ồ cái gì đấy? Sao nó trơn dữ vậy? Sẽ phải. Nó trơn, nền nhà nó trơn các bạn ạ. À. Ăn đi, biết đâu mình sẽ bay được cao hơn. Đúng rồi, ăn đi lấy sức mà bay. Đói quá rồi. Ok. Sao bên kia, checkpoint bên kia kìa. Được rồi, à thấy rồi. Bây giờ mới thấy. Thấy rồi, thấy nãy rồi. Nhưng mà góc này bây giờ mới nhìn được. Nó có cả thức ăn luôn hả? Ồ, ngon lành cái nào. Vậy là cần phải nhiều thức ăn. À không, không phải thức ăn, nó là cái đèn. À, bây giờ chắc là phải đi góc này. Ơ, không, checkpoint kia thì... Đi thì sao? Thì sẽ đi chỗ này, cửa mà. Ừ, thì đi ra cửa, anh nghĩ đi lối này, thử đi xem nào. Sao mà mở được cái cửa kia? Ồ, sao mắc đây rồi? Ủa? Cao lại đây. Được. Ờ, bị mắc đây các bạn ạ, không ra được nè. Ok, mình chắc mình reset thôi. Đó, mình sẽ đi theo băng chuyền kìa mới đúng kìa. Không ạ, từ từ anh kiểm tra trước đã. Băng chuyền lại quay lại chỗ lúc nãy à? Lúc nãy sao được? Có, nó làm cái đường này chắc chắn phải có điều gì để bị ạ. Nó chả có cái điều gì, nó là cái điều không đi được. Ừ, kéo không đi, từ từ, cửa. Xem mở được cửa không đã. Con này mở được cửa một cánh thôi. Ừ. Cửa hai cánh cửa không này mở nặng đâu. Quá các bạn, không mở được rồi. Ta biết trước rồi. Cứ phải bình tĩnh. Sao anh cứ không nghe em nhỉ? Đừng chơi với nhau nữa. Ờ, tại vì một phần là nó làm chỗ này để cho mình nhảy xuống. Nhìn thấy không? Nhảy xuống, phải có cái gì chặn ở dưới. Nhảy đi. Ok, rồi cứ thế đi lên. Vì nó có cái một cái đỡ mình rồi. Hợp lý đấy, hợp lý cho một cái màn hình máy tính hay sao ấy. Rồi, không biết đi đâu luôn các bạn ạ. Lên trên nào, lên trên. Cứ ngồi im đã. Ôi, đi tận đâu đây rồi nhỉ? Nó dốc nha, cẩn thận nha. Kìa, nó đi ra khỏi rồi, nó dốc cẩn thận thôi đi. Lê, ui, xong rồi. Bay vào bên, để đứng vào những chỗ ấy đi, những chỗ hai bên đi. Ok, khó đấy. Khó. Khó lắm nha. Ừ. Rồi, cái vali này cũng ổn á. Đứng vào cái vali đi. Ôi, nó không bị chạch ra cơ. May quá không sao. Hãy điều khiển nó. Luôn luôn phải điều khiển đấy các bạn. Nó không, nó sẽ đi tự do luôn đấy. Đây, bây giờ là mình biết đoạn đấy mình lên rồi. Mình sẽ nhìn góc này mình điều khiển. Ồ. Tối quá. Chuẩn bị lên. Đứng rồi luôn đấy đi. Cái kìa. Quán tính. Hay, khó chịu thật. Đừng lắc đi lắc lại luôn. Ui giời. Trôi. Ui trôi. Ui giời. Trôi quá rồi. Em trôi quá. Trôi quá trời luôn. Ôi, nó còn đèn đầu mình lại trôi xuống ạ. Chỗ này cứ tìm một cái điểm tựa đi mới lên được dốc đây. Ồ, cao lên, ok. Điểm tựa.
Mưa ướt hết thế này mà cũng cứ ấy nhỉ, cũng cứ đi nhỉ. Đây rồi. Đừng. Vẫn đang lên. Vẫn đang lên. Vẫn lên nữa đấy. Ồ. Vẫn lên nữa. Bình tĩnh các bạn ơi. Checkpoint. Lấy được điểm checkpoint rồi. Checkpoint rồi. Nó xuống ấy. Tiếp tục đi vào trong. Xuống bây giờ không phải giữ cơ. Đấy, không rơi xuống đi luôn các bạn. Cái gì đây? Xuống. Ồ, bị một cái thùng kia nó đẩy. Đây. Lăn thẳng vào đấy. Mắc ở đây lại vui. Ừ, mắc ở đây là chuẩn đấy. Lại lên trên. Khó thật đấy các bạn. Kiểu nó phải thăng bằng mà cái thang này nó dịch chuyển. Đâm ra mình tròn, mình cứ bị lăn qua bên này qua bên kia. Ước gì nó là một cái bình hình vuông. Bình hình vuông thì mình lại không lăn được tới đây đâu. Ừ. Bình hình vuông mình chỉ nằm yên một chỗ đợi ông nào đến ông bắt ông rán. Cẩn thận. Đấy. Ừ. Có kinh nghiệm rồi nó phải khác. Đi qua đây rồi. Có thùng nước. Bạn. Nhảy vào. À. Ê, ui xù, nhảy nước vào. Được rồi. Cái gì đấy? Cái gì vừa trôi xuống đấy? Bây giờ bơi đâu? Từ. Mình đồ rằng là sẽ bay sang cái thùng kia, thùng okay. Xanh kia, bay lên. Ui, nó bay mất rồi. Một cái nữa đây. Cái nữa đây. Luôn. Nó lừa. Đây, ui. Chỗ này là nước này. Chỗ này bay lâu đấy. Cái này có ăn có khác nhỉ? Ôi cay thật đấy ông ạ. Bay luôn đi. Gặp phải cái thùng nào mình lấy cái thùng đấy. Đây rồi. Ui giời. Hay như thế. Đáp dụng. Thùng lừa đâu. Không được đâu. Đợi thùng nước đã ông ạ. Đây rồi, thùng có nước rồi. Nhiều thùng có nước lắm. Đây im. Có rồi rồi. Đây. Rồi. Chẳng hết bánh kẹo. Thế nó còn đen đến mức nào nữa. Có gì đen không? Lại bảo không vào được. 10 điểm luôn. Cày lắm rồi các bạn ạ. Bay nãy giờ toàn bị hất ra. Xong rồi các thứ luôn. Bây giờ mình cứ nằm yên ở trong này. Nằm yên trong này để làm gì? Nước vơi, nước bắn ra ngoài. Nước bắn hết ra ngoài thì mình lấy cái gì mà mình thở đâu. Nhưng mà cái khu này lạ nhỉ. Vận chuyển đồ mà nó để giò nước ra. Làm mấy cái vali toàn nước luôn. Giò nước mà vẫn vận chuyển cơ, thế mới hay. Không cắt điện, không cho bảo trì, không bảo dưỡng gì cả. Dưới toàn nước. Chắc là nó biết mình đến đây khám phá nên nó phải để nước này cho đại ca cá chuồn Bê Cú Thành đi. Ồ. Gì vậy? Ủa gì vậy? Lừa rồi. Rồi, đạp rất đẹp, rất mượt. Số 2 sẽ là cửa thẳng cái chỗ checkpoint đấy các bạn ạ. Nó dễ bay nhất các bạn ạ. Đây rồi. Mà cái thùng này có bị lệch ấy. Đây. Đây nhá, đi đến chỗ kia nhá. Thấy rồi, thẳng. Đi chỗ kia nhá. Lấy đà luôn. Nhìn sai lắm. Lấy đà luôn. Ok. Ôi. Bay đi. Đây rồi. Cố lên. Cố lên. Đừng rơi, bây giờ mới rơi nè. Ôi trời ơi, con đẳng cấp các bạn ạ, khó chứ. Quá trời khó luôn cái game này. Phần này cực khó luôn các bạn ạ. Mình nhảy ra ngoài nhỉ. Đâu đi tìm điểm đi tiếp theo. Mình sẽ bay đến một cái thùng để đi tiếp. Chắc lại thùng kia rồi. Thùng xanh đi tiếp đi. Toàn phải bay vào thùng thôi.
Kịp không. Thế lúc đầu đấy nó đã làm mình hỏng. Kịp không. Ôi. Đây rồi. Ôi, các bạn biết là mình bay chỗ này bao lâu không? Cái game này cực khó luôn ấy. Đúng rồi, cực trải hát đấy chứ. Ôi dồi ôi. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh nhé. Bình thường là phải bay qua thùng bên kia. Nhưng bay xuống. Mình cả bảo chết nhá. À không, cái này xanh, cái này đi qua. Ok. Checkpoint rồi. Ôi giời ơi, chơi cái này phải đợi một gần tiếng mới quạ được các bạn ạ. Khó cực kỳ luôn. À, kia checkpoint kia kìa. Ồ, đẩy cái thùng ấy đi à? Không. Ờ, vali mà. Vali có bánh. Bánh kiểu gì nó đang nằm mà. Ờ, đang đi đây. Em nghĩ mình sẽ phải bay lên chứ nhỉ? Không, bay lên đang lái vali đi thế không? Ừ. Đấy, con cá đang lái vali không? Cá đẹp mê ly, không phải như xin. Cá lái vali luôn rồi hả? Ừ. Càng ngày mình thấy nó càng khó các bạn ạ. Rồi. Bây giờ mình phải nhảy lên. Mình thấy có một cái vali mở kia chắc là lại. Đúng rồi. Sao lại có một nơi mà vali chứa toàn nước như cái nơi này nhỉ? Ôi chết rồi, chết rồi. Anh bay lệch rồi đấy Thành. Anh bay thẳng view bên này là được. Đúng rồi. Chuẩn luôn đấy chứ. Ui giời. Xem chuẩn. Ô được, được rồi sao? Được rồi. Nó bùm cái là được. Mày qua bây giờ bay đi đâu nữa? Ủa? Sao bay đi đâu? À đây. Lại phải lái cái vali tiếp. Ui toàn hành lý ơi. Đừng bảo mình đang trên máy bay nhá. Ờ hẳn rồi. Máy bay hay đi tàu đấy? Máy bay rồi, thôi xong rồi. Các bạn ơi. Đúng rồi, chắc mình phải đi máy bay thì mới đến được khu vực bạn cá vàng. Ờ, với cả là mình con cá biết bay chắc là phải lên máy bay. Đúng, hợp lý. Bay. Lần đầu tiên cá được đi máy bay luôn các bạn ơi. Ok, sẽ bay qua đây rồi. Đúng không? Yeah, chết bò đằng sau kìa. Bay đến đấy, chứ phải bay đằng đấy đâu. Ok, thế thì phải quay cái chiều này lại các bạn ạ. Rồi, quán tích quá. Quá, đây. Cái này mình phải biết chỉnh một tí nhá các bạn. Đấy, ấn cái góc đấy, đúng rồi. Anh biết mà, ốc okay, phải hướng dẫn người trình độ phải cao. Hướng dẫn chứ. Anh lái tất cả mọi thứ ở đây, anh lái được hết thì em phải hướng dẫn anh. Anh lái được máy bay ba giá không? Không, chịu. Cái đấy thì chịu các bạn, cái đấy thì từ bỏ. Anh xin phép giang tay rút lui thôi. Ok đấy các bạn ạ. Ây giờ không được. Đừng bảo phải chơi lại nhá. Không. Ok. Lên. Ồ, nợ này nó để đẹp luôn đi chứ. Này thì đơn giản ngay. Đi hướng nào nữa. Kia. Đẩy. Vali. Đẩy vali. Cổ điện này có còn bấm nhỉ? Có đấy. Anh nghĩ là bấm một cái cho chắc. Đến đây thế, đến đây là bấm rồi. Bấm nổi. Bấm lên ạ. À, mở khoang này ra. Nhào ra ngoài, bên Quy Thành ơi. Ôi, nguy hiểm này á. Ôi, hên xui đấy. Bay qua biển à. Nhào đây. Có đi không? Đây là đường máy bay mà, đường ray mà. Chứ rồi. Có cứ đi xuống đi không ạ? Nhá. Đây, biển đây rồi. Đây. Kìa, đóng phao kìa. Rồi các bạn ơi. Đúng rồi, đến đây đúng rồi. À, rồi ok. Cất cánh phát bay ra luôn. Hiểu không? Hiểu rồi các bạn ạ. Nãy giờ mới cất cánh các bạn ạ. Rồi. À. Và phải để ý là phải đến tới đoạn biển mình mới được bay ra. Đúng rồi, nếu đoạn đất liền là chết toi đấy. Cá lại gặp đất liền thì thôi.
Chắc là hết hết mà này là sẽ qua một level rồi. Nó quá khó rồi các bạn ơi. Ôi. Thế nào đây, toàn đập đầu lên trên đấy à? Rồi. Đang trên đường băng các bạn ạ. Đây, nhanh, cơ hội nhìn xuống tới biển đây rồi. Cơ hội. Để hết cỡ đi, không gian đâu. Cá bay. Các bạn chuẩn bị xem cá bay. Đây là vẫn đất liền. Đấy, nhớ. Yes. Một sao. Chơi mất tiếng rưỡi mới qua được cái màn này. Ôi dồi ôi. Cực okay, khó các bạn ạ. Sẽ là level 4 ấy, nên là bọn mình sẽ chơi nốt level cuối cùng. Mong là nó sẽ dễ. Cá vàng nè. Cá vàng gặp cá kia chưa? Hình như gặp bạn cá chuồn rồi. Nghĩa là mình hoàn thành 3 level thôi mà. Đang bay một băng bay mệt nghỉ đây này. Đây, đang kiệt sức này. Cá vàng, cá vàng tập lần trước tụi mình chơi. Cá vàng đang kiểu là nhảy múa, gọi là chơi một mình. Quá là nhảy mệt rồi. Nhảy múa đâu, người ta phát tín hiệu. Yes, gặp nhau rồi. Mày quá không phải chơi nữa. Cá chuồn ơi, mình gặp lại bạn rồi. Cá vàng ơi, ôi hai chúng ta vui quá, vui quá. Như chưa hề có cuộc chia ly. Ôi trời ơi, hai bạn này quá vui rồi. Ồ, đáng yêu quá. Đáng yêu, cực kỳ cute hột me luôn các bạn. Nhưng mà vẫn còn hai người bạn nữa chưa thấy đâu. Cá vàng có vẻ lại ra tín hiệu để cho các bạn kia gọi là tụ họp. Đúng rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái màn cá chuồn này là màn khó nhất các bạn ạ. Bởi vì bạn này là bạn biết bay nên là mọi chướng ngại vật của bạn ấy. Cõng hẳn cá vàng bay lên bầu trời tỏa sáng cho các bạn kia nhìn thấy. Hay quá. Rồi các bạn ơi, vậy là tập ngày hôm nay tụi mình đã chơi xong cái con cá chuồn rồi các bạn ạ. Một cái con cá cực kỳ khó ở trong cái trò chơi này luôn. Đấy, nếu bạn nào chơi rồi chắc chắn sẽ biết là có những màn phải chơi rất là lâu mới qua. Và tụi mình toàn được một sao thôi. Nhưng mà thế là được rồi, vượt qua và đã giúp bạn cá chuồn gặp lại bạn cá vàng. Thế nhất là bọn mình đã không bỏ cuộc. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn biết sau. Tụi mình chơi xong trò này là hiện tại là các bạn biết mấy giờ rồi không? Gần 1 giờ sáng, 1 giờ kém 10. 0:49 nha các bạn. Nên là các bạn nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động làm nhiều video mới. Chứ mệt lắm rồi, bye bye. Toàn chơi game vào lúc 3 giờ sáng, 1 giờ sáng, 0 giờ sáng thôi.